sự tích chú cuội cung trăng chuyện tranh cổ tích việt nam ý nghĩa câu chuyện sự tích chú cuội cung trăng sự tích chú cuội cung trăng là chuyện cổ tích việt nam giải thích về nguồn gốc hình ảnh chú cuội ngồi gốc cây đa chúng ta vẫn thấy mỗi khi trăng sáng chú cuội ngồi gốc cây đa một cơ duyên gặp cây thuốc quý ngày xưa ngày xưa ở một miền nọ có một người tiểu phu tên là cuội một hôm như lệ thường cuội vác rìu vào rừng sâu tìm cây mà chặt khi đến gần một con suối nhỏ, Cuội bỗng giật mình trông thấy một cái hang cọp. Bốn con cọp con nhe nanh, dơ vốt sông ra cắn Cuội. Cuội liền sông đến vung rìu bổ cho mỗi con một nhát lăn quay trên mặt đất. Nhưng vừa lúc đó, cọp mẹ cũng về tới nơi. Nghe tiếng gầm kinh hồn ở sau lưng, Cuội chỉ kịp quẳng rìu leo thoát lên ngọn một cây cao. Chuyện sự tích chú Cuội Cung Trang Từ trên nhìn xuống, Cuội thấy cọp mẹ lồng lộn trước đàn con đã chết nhưng chỉ một lát cọp mẹ lẳng lặng đi đến một gốc cây gần chỗ cuội ẩn đớp lấy một ít lá rồi trở về nhai và mớm cho con chưa đầy ăn dập miếng trầu bốn con cọp con đã vẫy đuôi sống lại khiến cho cuội vô cùng sừng sốt chờ cho cọp mẹ tha con đi nơi khác cuội mới lần xuống tìm đến cây lạ kia đào gốc vác về chuyện chú cuội ngồi gốc cây đa dọc đường gặp một ông lão ăn mày nằm chết vật trên bãi cọc cuội liền đặt gánh xuống không ngần ngại bứt ngay mấy lá nhai và mớm cho ông già mầu nhiệm làm sao mớm vừa xong ông lão đã mở mắt ngồi dậy thấy có cây lạ ông lão liền hỏi chuyện cuội thực tình kể lại đầu đuôi nghe xong ông lão kêu lên trời ơi cây này chính là cây có phép cải tử hoàn sinh đây thật là trời cho con để cứu giúp thiên hạ con hãy chăm sóc cho cây nhưng nhớ đừng tưới bằng nước bẩn mà cây bay lên trời đó chú cuội cung trang nói rồi ông lão chống gậy đi còn cuội thì gánh cây về nhà chồng ở góc vườn phía đông luôn luôn nhớ lời ông lão dặn ngày nào cũng tưới bằng nước giếng trong 2. tấm lòng của cuội từ ngày có cây thuốc quý cuội cứu sống được rất nhiều người hễ nghe nói có ai nhắm mắt tắt hơi là cuội vui lòng mang lá cây đến tận nơi cứu chữa tiếng đồn cuội có phép lạ lan đi khắp nơi. Sự tích chú cuội cây đa. Một hôm, cuội lội qua sông gặp xác một con chó chết trôi. Cuội vớt lên rồi dở lá trong mình ra cứu chữa cho chó sống lại. Con chó quấn quýt theo cuội tỏ lòng biết ơn. Từ đấy, cuội có thêm một con vật tinh khôn làm bạn. Một lần khác có lão nhà giàu ở làng bên hớt hải chạy đến tìm cuội vật này xin cuội cứu cho con gái mình vừa xảy chân chết đuối. Cuội vui lòng theo về nhà lấy lá chữa cho. Chỉ lát sau mặt cô gái hồng hào hẳn lên rồi sống lại. Thấy cuội là người cứu sống mình, cô gái xin làm vợ chàng. Lão nhà giàu cũng vui lòng gả con cho cuội. Câu chuyện sự tích chú cuội cung trang. Vợ chồng cuội sống với nhau thuận hòa êm ấm thì thốt nhiên một hôm khi cuội đi vắng có bọn giặc cướp đi qua nhà cuội. Biết cuội có phép cài tử hoàn sinh chúng quyết tâm chơi ác chúng bèn giết vợ cuội cố ý moi ruột người đàn bà vứt xuống sông rồi mới kéo nhau đi khi cuội trở về thì vợ đã chết từ bao giờ mớm bao nhiêu lá vẫn không công hiệu vì không có ruột thì làm sao mà sống được sự tích chú cuội trên công trang thấy chủ khóc thảm thiết con chó lại gần xin hiến ruột mình thay vào ruột vợ chủ cuội chưa từng làm thế bao giờ nhưng cũng liều mượn ruột chó thay ruột người xem sao quả nhiên người vợ sống lại và vẫn trẻ đẹp như xưa thường con chó có nghĩa cuội bèn nặn thử một bộ ruột bằng đất rồi đặt vào bụng chó cho cũng sống lại vợ với chồng người với vật lại càng quấn quýt với nhau hơn xưa ba người vợ hay quên và chuyện sự tích chú cuội cung trăng sự tích chú cuội ngồi gốc cây đa nhưng cũng từ đấy tính nét vợ cuội tự nhiên thay đổi hẳn Hễ nói đâu là quên đó, làm cho cuội lắm lúc bực mình. Đã không biết mấy lần chồng dặn vợ, có rác thì đổ bên tây, chớ đổ bên đông, cây rông lên trời. Nhưng vợ cuội hình như lú ruột, lú gan, vừa nghe dặn xong đã quên biến ngay. Một buổi chiều, chồng còn đi rừng kiếm củi chưa về, vợ ra vườn sau, không còn nhớ lời chồng dặn, cứ nhằm vào gốc cây quý mà đổ rác. Không ngờ chị ta vừa đổ rác xong thì mặt đất chuyển động, cây đảo mạnh, gió thổi ao ao cây quý tự nhiên bật gốc từ từ bay lên trời. Chuyện cổ tích chú cuội cung trăng. Vừa lúc đó thì cuội về đến nhà. Thấy thế cuội hốt hoảng vứt gánh củi, nhảy bổ đến toan níu cây lại. Nhưng cây lúc ấy đã rời khỏi mặt đất lên quá đầu người. Cuội chỉ kịp móc rìu vào rễ cây, định lôi cây xuống, nhưng cây vẫn cứ bốc lên, không một sức nào cản nổi. Cuội cũng nhất định không chịu buông, thành thử cây kéo cả cuội bay vút lên đến cung trăng cây đa chú cuội từ đấy cuội ở luôn cung trăng với cả cái cây quý của mình mỗi năm cây chỉ rụng xuống biển có một lá bọn cá heo đã trực sẵn khi lá xuống đến mặt nước là chúng tranh nhau đấp lấy coi như món thuốc quý để cứu chữa cho tộc loại chúng nhìn lên mặt trăng người ta thấy một vết đen rõ hình một cây cổ thụ có người ngồi dưới gốc người ta gọi cái hình ấy là hình chú cuội ngồi gốc cây đa